cạnh bức tranh xa hoa của những đô thị nhộn nhịp là một bức tranh khác mang tên thiên nhiên đang ngày càng xuống cấp, ảm đạm. Hạn hán, lũ lụt, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, sự phát triển không ngừng của nhân loại đã tạo nên những hệ lụy nhức nhối về môi trường. Thế nhưng điều đó không có nghĩa mọi sự phát triển đều phải trả giá bằng hệ sinh thái tự nhiên. Công nghệ sạch, năng lượng sạch, mà trong đó bao gồm năng lượng mặt trời, chính là giải pháp đã được phát triển trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, để năng lượng mặt trời thật sự phổ biến vẫn là câu chuyện động lực. Làm sao để tăng trưởng việc lắp đặt điện mặt trời tại các hộ gia đình, doanh nghiệp hay nhà xưởng? Một trong những giải pháp dành cho năng lượng mặt trời mà chính phủ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đang thực hiện, chính là giá FIT, Fit-in Tariff. Hiểu đơn giản, đây là một mức giá cố định được chính phủ ban hành nhằm mua lại năng lượng điện tái tạo, tức các loại năng lượng từ những nguồn liên tục, được đánh giá là vô hạn như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và điện nhiệt. Riêng với điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, đã có hai chu kỳ giá FIT được ban hành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ là đơn vị mua lại điện năng từ các hộ, các đơn vị đầu tư điện năng lượng mặt trời với hợp đồng kéo dài 15 đến 20 năm. Nhờ những chính sách này mà thời gian qua, số lượng hộ gia đình, hộ kinh doanh đầu tư vào điện năng lượng mặt trời cũng gia tăng đột biến. Tuy nhiên, từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua cũng đã là ngày cuối cùng của chu kỳ giá FIT thứ hai tại Việt Nam. Theo đó, những đơn vị lắp đặt điện năng lượng mặt trời sau thời gian này sẽ tạm thời chưa được cam kết giá mua lại từ phía EVN. Điều đáng nói là cho đến hiện tại, câu hỏi giá FIT thứ ba hay không vẫn đang được bỏ ngỏ. Nhiều ý kiến trái chiều với những luận điểm riêng biệt đang được đưa ra. Chưa có gì là chắc chắn, chỉ duy có một điều đã rõ, đó chính là điện năng lượng mặt trời không phải là xu hướng, càng không phải là trào lưu, mà chính là một trong những lời giải duy nhất cho bài toán môi trường đồng hành với sự phát triển bền vững của nhân loại. Đa phần khi nghe nói đến điện năng lượng mặt trời, hầu hết ai cũng tỏ ra khá hứng thú và tin rằng đây sẽ là tương lai của ngành năng lượng. Tuy nhiên, số đông mọi người vẫn cảm thấy còn xa lắm mới đến ngày điện năng lượng mặt trời thật sự có thể trở nên phổ biến và thay thế các phương tiện sản xuất điện năng thông thường. Đa số là mọi người chưa có hiểu rõ về điện năng lượng mặt trời, với lại nó có giá cả cũng không có thấp nên nhiều người sẽ kiểu dè chừng có cái khoản phí để lắp đặt và phí mua cái pin năng lượng mặt trời vậy. Để cho người tiêu dùng thì cái giá thành thì nó cũng hơi là cao, với người có kinh tế thì có thể xài nó ok, nhưng mà những người kinh tế yếu thì người ta không có xài được. Theo mình thì năng lượng mặt trời là một cái dạng năng lượng mà nó đỡ tốn kém kinh phí, và thứ hai nó cũng giúp bảo vệ môi trường nhiều hơn, nó giảm cái lượng khí thải đi, nhưng mà mình cũng chưa có biết rõ lắm về cái năng lượng mặt trời này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một vùng đất với số giờ nắng trung bình trong tháng dao động từ 10 đến 300 giờ, liên tục trong suốt cả năm, việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng đang tạo nên nhiều cơ hội mới trong việc giảm thiểu chi phí điện năng cho gia đình, cũng như cơ hội để bán điện cho EVN. Mình đã lắp đặt cái site đầu tiên của mình á, từ hồi đầu năm, mà trước khi mà nước mình vào cái chế độ giãn cách xã hội. Sau đó là mình thấy nó rất là hiệu quả và nó rất là lợi, thế vì là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt thủ tục giấy tờ hợp đồng với các cái tổng công ty điện lực nó rất là nhanh nhẹn, cho nên là mình tiếp tục làm cái site thứ hai thì là cái công suất cao gấp đôi so với cái site ban đầu của mình. Thì mình thấy là nó rất là hiệu quả, là bởi vì là thứ nhất là mình cứ sử dụng, nếu không sử dụng được thì là nhà nước mình sẽ hòa vào điện lưới của nhà nước và sẽ được nhà nước hỗ trợ vào cái chính sách hỗ trợ mà trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, như là mình tranh thủ là mình sẽ làm luôn. Ở giai đoạn hiện tại, những bước tiến về công nghệ cũng như ứng dụng điện năng lượng mặt trời vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục nghiên cứu, phát triển. Mong muốn lan rộng xu hướng tiêu dùng năng lượng tái tạo có lẽ vẫn phải phụ thuộc vào những ưu đãi chính sách của chính phủ với những kế hoạch, lộ trình phát triển rõ ràng. Mình nghĩ rằng là nếu mà với được cái mức giá mà như năm vừa rồi, giờ cho tới 31 tháng 12 thì
thì có mới có khả năng là mới có khả năng thu hút được cái sự quan tâm và cái sự lắp đặt, tại vì thực ra cái đầu tư ban đầu nó khá là lớn. Nhưng mà nếu mà thấp hơn hoặc là không hoặc là thấp hơn hoặc là ít bằng thì với cái giá đó thì cũng đã rất là sát so với lại là cái mà mình mong muốn mình đạt được hiệu quả hơn, nhưng mà nếu mà thấp hơn thì chắc là sẽ khó. Từ đó trở lên.